Trước đây thì tôi có vấn đề về cân nặng cũng như là sức khỏe, 82kg trọng lượng, lúc nào cũng cảm thấy nặng nề và khó chịu. Thậm chí là đi ngang qua những cửa hàng mà tôi thấy bộ quần áo đó rất là ưa thích, nhưng mà cuối cùng cũng phải đành ngậm ngùi mà đi, tại vì mình không có vừa với cái size đó. Cho nên là tôi đã quyết định là phải thay đổi cân nặng của mình. Nhưng mà tôi vẫn liên tục trì hoãn bởi vì công việc quá bận rộn và tôi không có động lực. Nhưng mà rất là ngẫu nhiên và tình cờ, tôi biết được thông tin về cuộc thi 60 ngày thử thách cùng Body King. Và đó giống như là một cái cơ hội cho tôi tìm tới và quyết tâm thay đổi bản thân mình. Trong đó thì tôi rất là ưng ý với là sản phẩm là protein thực vật đồng hành cùng với tôi trong 2 tháng cuộc thi. Và hiện bây giờ thì nó vẫn còn và tôi vẫn tiếp tục dùng nó hàng ngày như một thói quen. Sản phẩm đó thì nó rất là tốt và hỗ trợ tôi trong quá trình mà tăng cơ và giảm mỡ. Cách dùng của tôi thì nó cũng rất là đơn giản. Buổi sáng tôi pha nó chung với lại một ly nước ép trái cây và đựng trong ly bình lắc. Sau khi lắc thì tôi dùng thôi, rất là đơn giản. Và buổi chiều khi tôi trước khi tập tôi cũng dùng nó thêm một lần nữa. Và sau khi tập tôi kết thúc ngày bằng một ly protein. Với cái cách dùng điều độ như thế này thì cơ thể tôi lúc nào cũng cảm thấy khỏe mạnh. Đi ngủ lúc nào cũng là đúng giờ, ăn uống là cũng thấy ngon miệng. Đó là cái ưu điểm mà tôi thấy ở cái bộ sản phẩm này. Trong quá trình thực hiện thì Kim được biết có 6 yếu tố ảnh hưởng tới cái quá trình quản lý cân nặng của mình. Thì đó là ăn uống, tập luyện, nghỉ ngơi, giấc ngủ, tâm trạng, cảm xúc và suy nghĩ tích cực. Để khắc phục việc thiếu hụt vi chất dinh dưỡng thì Kim đã lựa chọn dòng thực phẩm bổ sung Double X đa vitamin, đa khoáng chất và dưỡng chất thực vật. Thì mỗi ngày Kim sử dụng thực phẩm Double X này là 2 lần, mỗi lần là 3 viên và mỗi màu 1 viên. Và Kim sử dụng ngay sau bữa ăn của mình. Thường thì Kim sử dụng sau bữa ăn trưa và bữa ăn tối. Với cái lượng cung cấp đa vitamin, đa khoáng chất và dưỡng chất thực vật như vậy, giúp cho làn da của Kim có thêm sức sống cũng như là tràn đầy năng lượng. Trong thử thách 60 ngày thì sản phẩm là mình ấn tượng nhất chính là vòng đeo tay In Body Band và ứng dụng Body Key trong điện thoại. Theo một cách thông thường thì tất cả mọi người đều tập thể dục và ăn uống một chế độ không biết được là mình tiêu bao nhiêu calo và mình nạp vào người bao nhiêu calo và mình giảm bao nhiêu ký mỡ. Họ chỉ biết rằng họ cứ tập luyện rồi một điều thần kỳ nào đó sẽ xảy ra một ngày nào đó, và họ không có một cái khoa học nào chứng minh cho cái quá trình giảm cân của họ hết. Vòng In Body Band này và ứng dụng Body Key trong điện thoại có thể giúp đỡ Hoàng theo dõi số bước đi trong ngày, số lượng calo nhập vào và số lượng calo tiêu thụ ra. Và đặc biệt là In Body Band và ứng dụng còn có thể giúp cho Hoàng theo dõi được chất lượng giấc ngủ, và Hoàng thực sự cảm thấy rất tâm đắc với công nghệ này và nó đã giúp cho Hoàng kiểm soát cân nặng trong 60 ngày vừa qua thật hiệu quả. Sau 60 ngày thử thách với Body Key thì Hoàng đã giảm được 6,3 ký mỡ và tăng được 3 ký cơ. Và đó vẫn không phải là điều Hoàng tâm đắc nhất sau thử thách này. Cái Hoàng tâm đắc nhất đó chính là sự thay đổi toàn diện về lối sống lành mạnh. Và đến hiện nay thì Hoàng không có ăn đồ chiên xào nữa, Hoàng chỉ ăn tập trung vào các đồ rau củ quả và các vitamin bổ sung cơ thể. Và đặc biệt là Hoàng không còn tiệc tùng nhiều như ngày xưa nữa. Nếu chúng tôi tin rằng với sự nỗ lực không ngừng và một khát khao mãnh liệt thì điều kỳ diệu sẽ xuất hiện.